Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức Dear Cbiz ngày hôm nay, Dương Tử không phải là người biết chọn kịch bản, Nhậm Gia Luân đề nghị tái hợp cùng Đàm Tùng Vận. Tin tức Dear Cbiz ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngự Đình Đàm khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Một, phim của Tencent, Vịnh An Mộng, cải biên từ tiểu thuyết Đệ Nhất Mỹ Nhân Trường An, Âu Dương Nana, Từ Chính Khê, đầu tháng 9 khai máy. Hai, sau khi ly hôn, Ngô Thiến đã quay trở lại làm việc. Cô ấy vẫn theo hình tượng cô gái ngọt ngào trước đây, nhưng việc kết hôn sinh con đã ảnh hưởng đến cô ấy không ít. Thị trường cũng không quá có thể tiếp nhận việc cô ấy tiếp tục diễn vai thiếu nữ, thiên hướng về các tiểu hoa sau 95 khác hơn. Ba, phim truyền hình do Đặng Khoa đạo diễn, Phong Họa Hồng Tiêu, cải biên từ tiểu thuyết Khom Lưng của Bồng Lai Khách, Tống Nhật, Trương Vạn Ý. 4. Nhậm Gia Luân muốn cùng Đàm Tùng Vận hợp tác một lần nữa, đã để nhà sản xuất chuyện lời. 5. Phim truyền hình Đài Hồ Nam khi chẳng sao lấp lánh, Lý Hiện, Nhậm Mẫn, đầu tháng 10 khai máy. 6. Điện ảnh hài, Phấn Mạc Giang Hồ, sắp khai máy ở Tiên Tân, Quách Đức Cương, Vu Khiêm, Tần Tiêu Hiền. 7. Tôn Nhi hiện tại đang chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Ngoại trừ đóng phim, cô ấy còn tham gia các chương trình giải trí. Bộ phim sắp tới của cô ấy là Thịnh Hạ Mạn Thiên Tinh. 8. Công ty đã đưa cho Thành Nghị một kịch bản cổ trang cấp S cộng nữa, nhưng vừa thấy phim đại nữ chủ anh liền từ chối luôn. Anh muốn chọn một phim đại nam chủ hoặc phim đề tài đô thị, nhưng giờ vẫn chưa chọn được kịch bản thích hợp. 9. Dương Tử không phải là người biết chọn kịch bản. Cô ấy cân nhắc rất nhiều về vấn đề ngoài kịch bản mà không phải bản thân kịch. 10. Phim tiếp theo mà Quốc Tịnh Y đang đàm phán, tạm định là phim Điệp Chiến, Phát Súng Đầu Tiên. 11. Chuyện yêu đương của Vương Hạc Đệ, người trong giới và fan đều biết, việc hẹn hò đã bị chụp lại rất nhiều lần, người hâm mộ đa số đều đã chấp nhận. 12. Phim mới của Vu Chính, Tìm Khổng Tuyết Nhi Thử Sức, có khả năng sẽ ký liên tục hai bộ phim. 13. Tôn Hồng Lôi sẽ vào đoàn phim Hình Sự Trinh Sát, Thiết Huyết, Nan Lương. Nữ chính tạm định là Trần Số, ban đầu nữ chính định vị là Thanh Y, địa vị của Trần Số cũng phù hợp, những vai phụ khác cũng không phải người vô danh. 14. Ngô Cận Ngôn và Hồng Nghiêu vận cơ ở bên nhau. Hơn nữa vào đầu năm nay, mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước, tình cảm rất tốt. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.